quần vẫn còn. Bây giờ vẫn còn giữ á? Còn. Tức là cái dâu găm vẫn còn. Tức chỉ là... có bị kịch thu M16. Tức là giữ như thế chứ sao không nộp cho chính quyền? Nộp chi? Để chết chôn theo thôi. À, chết để chôn theo thôi. Tức anh là... biết cái bi đông đó không? Nó là kỷ niệm ấy à? Ừ, kỷ niệm ấy. Cái bi đông nhựa của thằng Mỹ ấy, đúng một lít. Một lít. Đúng một lít. Còn cái ca inox. Theo cháu ấy là bây giờ là bác vứt đi. Bởi vì chết để chôn theo. Không, mình đừng mang theo theo xuống nấm mồ làm gì. Những cái đấy là những cái thây ma. Những cái đấy là những cái thằng mà nó bốc phét, nó bố láo, nó xuyên tạc để mà các bác tự nhiên là phải... Tôi vẫn tôn thờ cái chính nghĩa quốc gia. Tôi vẫn thích xài đô la. Tôi à, vẫn thì thích thằng nào địt mẹ thằng đéo nào mà chả thích đô la. Thì bởi vậy. Thì như là cái đây vứt mẹ đi, xuống nấm mồ cho trong sạch, mình là đi Phật đi. Mình amen. Tư tưởng mình. À. Amen. Amen. À, mình amen hoặc là mình đi Phật đều được. Như là có nghĩa là tư tưởng ông, cho thoải mái. Tôi theo đi. Amen từ à. Từ đó mà. Học trường dòng La Sang này nữa này. À bác như vậy là bác là theo theo đạo Công giáo. Chúa, theo Thiên Chúa. Giêsu. Học ở trường dòng. Trường dòng La Sang này nè. Bây à. Giờ nó xảy nhà nó đó đó. À. Thế chứ bây giờ bác còn đi lễ không? Thứ bảy chủ nhật đi sao? Thứ bảy chủ nhật bác vẫn đi lễ thì. Ừ. Đi nhà thờ nhỏ này. Ừ, đấy. Không, cái bữa nào đi lễ á. Ừ. Đi lễ thì không uống rượu. Mặc dù không có cấm. Thì đúng rồi, ai cấm đâu.